Múc cho chị hợp sẵn luôn rồi nha cả nhà. Múc cho đều tay luôn ha. Đó, bây giờ múc cho hợp sẵn. Để mình đưa ra mình phát luôn. Tại vì hồi nãy á là cái này mai là hàng chừa ở nhà, là hàng tính hàng cho, ngày mai hàng cho suối khắp với thồ là cái nồi thịt này. Nhưng mà bây giờ là cái suối bên kia không có đủ. Bây giờ đem này đi xuống cúng ông Kỳ với cho bên chỗ ông Nguyên. Rồi đi qua chỗ ông Tuấn nữa. Em múc ra coi được nhiêu phần nha, múc sẵn ra được nhiêu phần. Bóp chặt luôn. Để hồi cho mình kiếm cái thùng mình chất vô. Chất cái thấp xuống đi để nó ngớt. Lấy cái thùng đi, lấy thùng đi bỏ vô luôn đi. Đi lấy thùng bỏ vô luôn. Cái thùng mà đỏ hả? Không, ý nó là thùng giấy á. Mà thùng đỏ cũng gớt chất nó vô được á anh Hùng, lấy ra đi. Chất nó vô nó không bị đổ. Được á. Không biết nó khô. Không, đâu cần khô đâu. Tại mình đâu có đổ cơm vô. Hai người thường thường hắn cũng lấy đồ hàng lao à. Có đó không? Ừ, chú Liêm hộp. Cúng ông Kiện hộp. Mà không biết chú Liêm bữa nay có đó không? Không biết nữa. Trong suối nó nắng nè mà nó bụi nha. Phải bịt cái mít cái mặt á, bụi á. Anh thấy mình hít vô lỗ mũi á. Lấy cái hộp cơm cúng anh Kỳ nha cả nhà. Tại vì khi đi phát cơm á là hằng nhớ anh Kỳ. Hồi bữa mà hằng điện ra ngoài thư viện trước để phát cơm đó là ổng là ổng lãnh cơm của người ta rồi ổng không ăn. Ổng ngồi ổng ôm hộp cơm đó, đó là ổng nói là nghe cơm cô Hằng là chờ để ăn cơm của cô Hằng nấu. Cho nên hộp cơm này để chiều ăn. Đó, nói tội nghiệp không? Bây giờ bữa nay hằng nấu cơm đi phát thì hằng ghé ngang một hộp cúng ổng đi. Quýt rồi, nè đang cũng hết rồi nè. Bữa mình để cúng á nhớ không? Rồi, nhà nó lấy rồi. Ủa, nhà nó lấy rồi. Vậy thôi anh Hùng đốt đi thuốc đi. Đốt đi thuốc cũng được nè. Đốt đi thuốc cúng đi. Nguyên hộp nhà đây lấy rồi. Chắc nó lấy để uống mũi hả? Rồi để hộp cơm ra cái mở cơm ra. Bữa đó mình một dĩa quýt luôn. Chắc mỗi người cũng ăn trái nè. Cái vỏ là của ông Kỳ á nha. Ông Kỳ hay xách mấy cái vỏ này nè. Để coi trong vỏ có gì chẳng vậy. Cũng ai dám lượm hết trơn mà cũng đâu có gì quý đâu. Rồi mở hộp cơm ha, mở nắp hộp cơm ra. Rồi anh Kỳ ăn cơm nha anh Kỳ. Rồi anh Kỳ ăn cơm nha. Bữa nay thằng có nấu cơm á phát nè. Ông phát ở ngoài thư viện. Nhưng mà thằng chưa ở cơm này để thêm vô để cúng anh Kỳ. Tại vì mấy bữa anh Kỳ nghe thằng phát cơm là anh Kỳ chờ thằng chờ cơm của thằng ăn, anh Kỳ nói là cơm của thằng vừa miệng ngon. Cho nên hôm nay á có cơm á thằng không có quên là đem hộp cơm lại cúng nha. Nấu cơm bữa nay là ăn với thịt kho. Bữa nay là hằng nấu cơm với thịt mà ba chỉ đó, cái hằng kho khô, thịt ba chỉ với thịt nạc. Hằng kho khô với cái gì với củ cải. Có sệt sệt chứ không có khô khô. Củ cải muối với lại bắp cải xào. Cái gì anh Hùng? Dở liệu dọn rồi. Ờ ổng đi hả? Ờ ổng dở liệu ổng dọn. Ừ. Vậy là ông đi đâu rồi đó. Rồi thôi ăn cơm nha. Anh Kỳ ăn cơm đi nha. Đó. Không có nhang anh Hùng đâu điếu thuốc. Rồi bây giờ là chú Liêm chắc sợ ông Kỳ rồi, đi rồi. Hút vô thấy chứ, hút vô là thấy hết. Chắc hút vô thấy ông Kỳ hay sao sợ rồi, chạy rồi. Phải không đó, hay là ông có chuyện gì, cảnh sát chở ông đi, không chừng à.
ở đó. Chụp cơ thêm cái bên đây nữa. Hả? Cảnh sát chở không đi thì không đâu có dở cái liều chi. Tại vì khi đi là người khác dở, nó không biết không? Cái miếng mà chùm cái không? Ý nữa là ở đây người khác người ta hay là người ta lấy á. Người ta lấy rồi. Người ta đâu có sợ mấy đồ người chết đâu, cái gì che liều ở được là người ta ở à. Nhưng mà cái này cộng dây màu đỏ, không có văn cộng mới hả? Không văn cộng mới thì chắc không có, khi ông đi rồi. Tại thường thường ở Mỹ nha cả nhà, nếu mà có một cái vụ án gì xảy ra thì khi có người chết là nó văn cộng dây màu đỏ. Còn khi mà không có người chết, vụ án xảy ra thì cảnh sát tới nó văn dây để nó làm việc á, là nó văn màu vàng. Còn này văn màu đỏ là có người chết, cứ như vậy đó. Rồi chú Liêm chắc sợ rồi, sợ ông Kỳ á, nằm mơ thấy sao dọn đi vậy. Rồi bây giờ để mình chạy xe lên đằng kia đi. Chạy xe xích lên cho khu vực ở trên nữa. Dạ. Là ở đây á, mình cúng rồi cái mình chờ luôn nha, cho điếu thuốc nó tàn rồi mình dập điếu thuốc rồi mình mới đi nha. Đó, thường thường mình làm cái gì mà ở những cái nơi mà có lá cây á, mình cũng cẩn thận lắm nha mọi người. Đây chờ cho cúng xong á, điếu thuốc tàn rồi cái mình dập. Mình dập xong rồi mình đi. Đây kìa, có tàn thuốc nè, có tàn thuốc dài nó không có nguội đó, là ông Kỳ có ăn á. Ờ vậy hả? Hôm bữa cũng vậy luôn, là có người á. Dạ, cái này có anh Kỳ ăn cơm nè. Đó. Tàn là bự. Ờ, cái tàn cây quá trời ha. Cái tàn cây mát. Đúng rồi, đây nhiều người. Nhiều lắm. Ở dưới suối này chết. Ở dưới suối này chết nhiều lắm, chứ đâu phải một hai người, nhiều lắm, người nước ngoài. Tại khi người Việt Nam mình chết á thì người Việt Nam mình quen rồi, hàng mấy quay review lên. Chứ thực sự khi người nước ngoài thì đâu có ai quay phim để nói đâu, chứ nhiều lắm, người nước ngoài chết đây nhiều lắm. Họ cũng chơi rồi họ ở đây họ chết vậy đó. Lên cây hả? Là thành nhà của người ta cũng là như vậy. Dạ. Dạ. Yeah. Ngủ trong đó. Ban ngày ta ở, ban đêm ta ra. Tại vì ta không có chỗ nương tựa. Cho nên thí dụ những người mà trong nhà nó chết thì người ta có chỗ nương tựa, tôi đang ở bình thường. Mà thật ra không có biết. Không có biết là người nhà của ổng liên lạc lên trên cảnh sát chưa nữa, hằng nói để gọi lên mà không ra, hằng cũng không gọi. Tại mình thấy ổng có anh chị em ở đây đó. Rồi cho nên hằng nghĩ là anh chị em nên đi lấy chứ thi thể ổng về rồi để thiêu rồi này kia cho ổng được siêu thoát á, để cúng rồi này kia cho đem vô chùa hay gì cho ổng siêu thoát, chứ để gì tội, để gì ổng sẽ đi dứt dơ dứt dưỡng ở ngoài nè. Ờ nếu mà để gì hoài đó là ổng sẽ đi dứt dơ dứt dưỡng ở ngoài tội. Mình kiếm cái đồ đọc kinh, em mua cái để ngay gốc cây này đọc kinh, chưa kịp đọc là nó lấy rồi à. Cái máy mà, em nghĩ đi, cái máy radio mà em để đây còn à, chưa đọc là mất rồi. Kinh chưa đập hết rồi, chưa đập hết bài kinh là lấy mất. Ở đây là nó mới sợ thượng đế. Ôi trời, cái tàn thuốc dài dễ sợ luôn anh Hùng. Cái tàn thuốc sắp bay hết luôn nè, thấy không? Em có ông Kỳ ở đây á, nè, có ông Kỳ ở đây rõ ràng đó. Cái đứa thuốc kìa, thấy không? Gió đâu gớt nè. À, có gió ù không gớt nè. Cơm ngon không anh Kỳ? Ông mà nói ngon tôi nghe cái ba cộng ba chân bốn cẳng chạy kịp. Không, không sợ đâu, ông cứ nói ngon đi, tôi nghe tôi ngồi đây trả lời với ông luôn. Chân là cơm ngon không? Ngon, bữa đó tội nghiệp lắm, bữa đó tại ông ăn rồi mình cũng lại mình quay á, hỏi ông nói ngon lắm, cơm của hàng nấu vừa miệng lắm, có người ta cho tôi một hộp tôi còn giữ đây nè, tôi không ăn để chiều ăn mà tôi chờ ăn cơm cô Hằng. Nó tội không? Kéo. Ừ, có nè. Khói thuốc ha. Khói thuốc bay ha, mà cái tàn à. Cái tàn thuốc nó dài, nó không có cùng xuống nữa đó cả nhà. Đó, tàn thuốc á, cùng không có cùng, không có gớt á. Cái này có ông Kỳ ở đây, có bảo đảm.
có đó. Cái tàn lúa không có hết luôn nè, thấy không? Đó, em đang kéo á. Đang kéo á. Ông Hùng nói y như thiệt, nó không đang kéo thôi, ông Hùng. Kéo đó. Hết lắm. Đó, trời thấy cháy nhanh không? À hả. Nó thấy cháy nhanh không? Ừ. Cái thuốc chị cầm không bao giờ nó cháy nhanh không vậy? À hả. Bây giờ thấy cháy lẹ không? Chị kéo xuống hai hơi nữa hết. Rồi kết rồi đó. Tàn rồi. À hả. Múc tới đó là dục là đúng rồi. Uh-huh. Cơm thì ngon ha. Đó, canh cái tàn thuốc rồi, xong rồi để dụi tàn thuốc tắt luôn rồi mình hết đi. Tại xung quanh đây á, cái lá khô nhiều lắm. Cái gì hẳn cẩn thận. Vậy trời. Bữa đó đốt nhang rồi cũng vậy đó, cũng canh dập hết rồi mới đi. Đó, bữa đó cúng là một bịch quýt bự lắm mà đây nè, mọi người vẫn like đi qua lại ăn cũng hết còn hai trái nha. Họ cũng không lấy hết nha. Giống như ai ăn trái nào lấy trái đó thôi nè, còn có cuộc hai trái nằm đây nè. Giống như để lại cho ông. Đâu em mới hết. Bây giờ mình là cúng xong mình đóng hộp cơm mình lại, mình để ai đi ngang lấy ăn, để bụi nó. Cúng xong rồi thôi anh Hùng dụi cái thuốc tắt đi, trước khi mình đi dụi lửa tắt đi. Chai nước đầy lại. Rồi dụi tàn thuốc rồi cho tắt hết rồi nha. Chai nước đậy lại đây, ai có khác rồi uống. Hộp cơm đậy lại bưng lên kia cho mấy ông kia. Tại vì ở Việt Nam mình cúng bàn thờ rồi mình cũng bưng xuống mình ăn mà, đâu có sao đâu. Rồi lên xe. Lên xe chạy xe đi thằng kia. Rồi lên đường. Rồi còn hai chiếc quýt. Chắc ông ăn rồi còn cái xác. Ok, ba anh Kỳ. Ủa, kẹo hả? Trời ơi, kẹo ơi. Hả? Giang ơi, ăn cơm nè. Giang ơi, kẹo thấy thằng là kẹo ôm à. Ở vô đây ở hả? Dạ. Vô ở với Nguyên hả? Đâu có đâu. Ồ, vậy hả? Vậy hả? Ở chơi thôi. Ăn cơm đi, cơm chị thằng nấu á, ngon lắm. Ờ, kêu ra đi ông Hòa ơi. Ủa ai cái liệu bên hè đó vậy? Ông Nguyên. Ai cái liệu bên hè đó vậy? Của ông Kẹo hả? Vậy đó, ông Liêm có ra đây không? Kêu mấy người ra lấy cơm nè. Lấy một chai nước, mọi người chai nước nè. Rồi bên kia ai vậy? Ông Liêm đi à. Ủa ông Liêm qua đó hả? Ờ ok, ông Liêm khoan để từ từ tôi vô chậm. Có đồ người ta gửi cho ông. Rồi ông Hòa ở trong hả? Lấy đi cho ông Hòa một hộp. Ông ơi trong đó ông Hòa với ai? Ông Hòa với ai kẹo? Ông Hòa với ông Chép hả? Lấy hai hộp đi. Với con ấy nữa. Con gì? Thi Nà hả? Thi Nà. Rồi lấy đi, lấy ba hộp. Đó vô trong nhóm này cũng cái chục hộp á. Cầm nước luôn Út. Coi chừng rớt nha. Đóng chân hả? Ờ, đóng chân. Lấy thêm con hộp nữa, hồi để thằng đưa chơi vào liền. Làm gì vậy? Lại đi chơi hả? Không ở ngoài hả? Có, ở bên ở hai chỗ luôn? Dạ. Ờ, vậy hả? Dạ. Bên đây ngắn tóc đẹp quá vậy? Dạ, khỏe em. Khỏe hả? Khỏe hả? Trời nóng á? Dạ. Trời nắng nóng quá trời luôn. À, dạ, kẹo giả thấy thương không? Nè, đem vô cho mấy ông này đi. Để ông đó đi. Ủa, mấy ông ngủ rồi hả? Để trên bàn cho mấy ông đi. Chè. Ba hộp hả chị? Ừ. Ba hộp hả? Ba người hả trong đây? Ba. Ừ, ba người. Thôi đưa ba hộp bỏ đi. Trời ơi, Nguyên này có kẹo vô đây ở chung rồi vui quá ha. Hả? Hàng chi mặt con này tươi quá. Thấy sao nó khỏe quá. Nó chửi trời. Mấy bữa thấy không có tươi khỏe làm gì? Hả? Gì? Thuốc lá đó. Đâu có thuốc lá đâu. Bữa nay không có đem thuốc lá theo. Bữa nay có con kẹo ở gần hàng chi thấy tươi quá trời luôn vậy. Tươi không cần tưới luôn. À, nha, tươi không cần tưới. Kẹo vô đây ở rồi. Kẹo ở hai chỗ luôn. Kẹo ở ngoài kia nữa. Đó, có kẹo ở vậy đó. Ơi. Đó kìa.
á, bả đi bả lượm cái gì rồi lấy hộp cơm lại cho ông già Liêm đi, không biết coi ổng có đây không nè, anh Hùng cầm chìa khóa đi, lấy xong thì hồi lấy xong rồi khóa lại nha. Ừ, để coi có không lấy à. Hả, tiền gì, tiền gì cho lại, ai cho? Chính phủ hả? Đâu có cho gì đâu. Vậy hả? Không biết nữa. Khi nào có chương trình gì thằng biết, thằng thiệt thằng mới dám làm. Còn những chương trình tầm bậy không dám làm. Có xe mới rồi hả? Ừ. Chú Liêm ơi, làm gì đóng cửa kín mít vậy trời? Có cơm. Lấy cho ổng đi nè. Lấy chai nước kìa. Lấy xong rồi đóng khóa lại giùm anh Hùng. Có cơm thằng nấu ngon lắm. Đi ra. Rồi làm gì nằm đóng kín mít sao thở? Hả? Cái gì vậy trời? Thấy tôi là tấn công để xin tiền vậy trời? Thôi. Hả? Bữa nay chị Hằng không có thuốc lá. Ở hỏi thì xin tiền hay gì? Ông già Liêm chửi dữ vậy? Chị Hằng không có thuốc lá cơ. Nè, chị Hằng cho 5 đồng nè. Cho 5 đồng mua thuốc lá đi. Chị Hằng không có thuốc lá. 6 tiếng hồ chưa về. Vậy đó hả? 6 tiếng đồng hồ chưa về. Vậy có gói thuốc mà đi đâu dữ vậy? Không lãng trở rồi. Sao dọn nhà rồi? Nè ông Nguyên. Cảm ơn. Dọn ra đó hả? Đó thấy không? Ổng thấy hàng là phải gửi cái lượng tiền, xin tiền. Đó, rồi lại tới cái là ông này la làng liền à. Ổng vừa lại, ổng vừa mở miệng thở khỏi cái tiền bạc kia la làng ông cái trang kịp không? Ở đây mát quá trời ha, có gió này trời ơi. Mát thiệt á hả? Wow. Ừ đó, cái này là mấy năm rồi đó, thằng Chính đó, thằng kêu gỡ xuống không gỡ, 3 năm rồi đó. Thằng nó gỡ xuống đi để nó gớt xuống chết. Cái nào? Kìa trên kìa. Cái đó gì? Đó. Trời. Gớt xuống là chết á, đinh nó đè lủng đầu lủng cổ. Ừ. Mình nói luôn rồi mình rồi cắt nó làm me kìa. Đâu ăn cơm cây? Ăn cây cây ngon không? Cơm hàng nấu á nha. Thank you. Để hả có cái em này tên Thanh Hà cho chú Liêm 30 đồng. Ừ. Ừ. Ra là sẵn rồi. Ghé đi phát cơm rồi ghé kiếm ông mà đưa luôn. Ừ, đó là ăn hà ăn quá trời rồi, thấy chưa, thấy cơm ngon thấy chưa. Nè Thanh Hà, cảm ơn em Thanh Hà ở Boston. Thank you. Thank you. Cô Thanh Hà. Tại vì nè biết không, mà nhiều khi mấy em mấy chị á thấy mấy chú mấy hoàn cảnh gì mấy em mấy chị biết hết á, coi biết á, nhưng mà coi như mấy em gửi một chút quà cho mấy chú biết là dầu gì mấy chú cũng phải mua nước uống, mua cơm ăn. Yeah. Nha, rồi giống như cho một cái động lực an ủi là biết. Yeah. Trên đời này mấy chú vẫn còn có những cái tấm lòng thương, cho nên mình cũng phải cố gắng lên để mình giữ được những cái cuộc sống vậy đó. Yeah. Mặc dù người ta cho không có bao nhiêu. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Của ít lòng nhiều. Của ít lòng nhiều. Cảm ngon không? Dạ ngon. Thằng nấu á. Dạ cảm ơn. Mới nấu nóng hổi luôn, phát ngoài thư viện hồi sáng á. Phát không đủ luôn, xong rồi phải chạy về nhà làm thêm đi, vô suối lại cho mấy chú. Dạ, hết rồi. Ừ. Ngon chưa? Có cho lấy nước cho ổng chưa vậy? Có. Trời ơi, thấy không ăn, thấy thèm không? Nói củ cải đó. Dạ. Ủa chú Liêm còn găng không ta? Không. Không còn cây nào không hả? Còn cái rồi. 30 cây rụng hết. Ừ. Út ơi. Dạ. Nè, bữa nào đem đồ cắt tóc cho chú Liêm nữa nè. Tóc không quá trời dài à. Ừ. Chú gắn hành gắn giả mà ăn được. Khó ăn quá. Ừ. Không ăn xúc lên xúc xuống hồng dục luôn. Bữa nào đi xin cho chú cái keo. Chú dán keo vô được không? Không. Gớt mất rồi, ông dục 80 đời. Ông dục 80 đời rồi còn đâu. À, ngon ha, thơm ha. Ông ăn mà mình nghe cái mùi thịt nó thơm phức á. Tại kho tiêu nhiều lắm. Ớt. Hành tỏi nhiều nên thơm. Ngon nhất. Ngon, thằng kho ngon hơn tiệm bán luôn, thiệt mà. Kho giống như ở nhà ăn gì nè. Ngon tiệm bán mà sạch sẽ hơn tiệm. Sạch sẽ lắm, ở nhà thằng làm kỹ lắm. Cải sắt ra là phải rửa đàng hoàng mới xào nữa. Nấu làm sao cũng múc để nhà ăn đi chang gì nè. Nấu cơm đi phát rồi cũng ở nhà ăn vậy. Mấy anh em cũng ăn cơm này đi phát mà.
Trời ơi, cái chai nước chị dục lăn dục lóc uổng vậy, không lấy bỏ vô để uống. Ai dục á. Ăn hết nhiêu đó không? Vậy là sáng giờ ở đâu có cái bịch bánh này, nằm đây cặp bịch bánh này thôi hả? Đó. Không có ai vô cho gì bữa nay hả? Không. Ừ, bữa nay lúc ai cho đâu. Bữa nay sáng giờ nằm đói meo gâu. Thấy không? Mình bữa nay mình chừa bao nhiêu chục phần để vô đây thì đúng quá ha. Cái khu này ai cũng đói chứ kìa. Tại thứ tư không ai vô đây. Không ai vô. Cuối tuần nó vô. Ừ, cuối tuần nó mới vô lần thôi. Mình phải chia. Mình phải chia riêng, chừa riêng cho cái khu nào vậy đó. Chứ mình phát một chỗ ngoài đó bây giờ bao nhiêu cũng không đủ chân, đông lắm ở ngoài đó. Đông lắm mà sáng con phát mỗi 50 phần mà tích tắc á, giờ qua dầm lại không đủ luôn á. Mới là chừa lại đó mới còn á. Trời ơi, ông ăn sắp sạch nhất rồi kìa. Mà thấy thèm luôn á. Đói bụng mà. Nói, đang đói nữa, hỏi cô Hằng ấy có gì ăn không, trúng mánh luôn. Trời ơi, cái này buồn ngủ gặp chú Manh á. Gặp Hằng mà không mở tiền mà hỏi đồ ăn là biết rồi. Gặp Hằng mà. Ê, ông nói gặp Hằng mà bữa nay không hỏi tiền mà hỏi đồ ăn trước là biết rồi, coi như đói lắm. Chứ thường gặp Hằng hỏi tiền không. Cần đồ ăn chứ không cần tiền. Mà bây giờ là đói bụng quá, cần ăn không cần tiền nữa. Nhưng mà vẫn có tiền, có Thánh Thượng Quân cho. Là ăn xong no là bắt đầu làm việc á. Là oh my God. Ăn xong rồi có tiền rồi bắt đầu làm việc. Là tôi lên tiếng là chính từng mây thấy nàng tiên nâu. Ây giờ mấy người đi với Hằng biết hiểu ý mấy người này chân. Thấy không, hiểu ý hết trơn, thấy không? Tự nhiên lại có cơm ăn mà có Mạnh Thường Quân cho 30 đồng. Ăn no xong lên chính từng mây. Bó tay luôn thiệt. Bó tay. Cái này là bó tay luôn. Ủa, kẹo với Nguyên đi vậy hả? Ở Nguyên kìa. Đó, đó, kẹo được 10 đồng, Nguyên được 7-8 đồng gì đó, xong đi đó, đi đó. Ai? Ông Nguyên thấy Hằng là tấn công cho được, xin tiền. Nguyên hả? Ừ. Thấy Hằng nó chuyên môn mà, ai nó cũng tin đó. Xin mà không làm, không giúp mình việc gì được đó. Nhờ mua thuốc 6 tiếng hồ chưa về. Ừ. Thôi. Ông Nguyên. Đi 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 ông nội. Nói chuyện mà. Đang quay phim không có chửi vậy. Đi. Đang quay phim không có chửi, chửi mất hình tượng hết trơn. Nghe lời đi. Chửi mất hình tượng hết trơn. Không có chửi nha. Vậy có quánh lộn không? Chửi vậy có quánh không? Không. Chửi thôi chứ không có quánh. Đúng rồi, ổng chửi thôi hả? À. Vô lần nào cũng gặp ổng chửi, chửi vậy chứ không có quánh. Đi, kêu đi 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 đi, chửi mất hình tượng hết trơn, đang quay phim. Chuyên môn, ghét vậy. Chửi vậy đó, lần nào cũng chửi, mấy bữa kia chửi mấy ông kia. Chuyên môn của má mẹ mà bị nắm quánh là bún đó liền. Trời ơi, cái tướng ổng, ổng bị sốt yếu xìu rồi mà tật chửi vậy chứ không ai quánh ổng chứ người ta xô tao quánh cái là té đi luôn à. Đó, mà chửi vậy người ta cũng biết ý. Chửi vậy đó. Miệng là vậy đó. Mày mạnh, mày mạnh mày lớn, mới lớn con mà lên chữ. Ủa là chợ ông ăn không còn hộp kìa, ai vô dòm. Này đổi chiếc muốn lấy thêm hộp để dành chiều ăn không? Ừ, cho ông hộp nữa để dành chiều ăn không? Hộp bỏ trong xe, để trong liều ha, để tối đó bụng ăn. Không còn hộp luôn rồi. Đang đói quá. Mà đói nè, hộp này không no tới tối rồi. Giờ trưa, mấy giờ trưa hả? Chưa gì nữa, chiều rồi, 3-4 giờ rồi, 4 giờ rồi. 4 giờ rồi. Trời ơi, vé không còn hộp, ngon quá trời quá đất đó ha. Ngon thiệt luôn hả? Ngon tiệm nhiều thấy không? Thiệt, cái tiệm ngoài mình mua tu hố dở này à, không mùi, không vị gì hết trơn á. Đúng không chú, chỗ tiệm kia bán đó. Tiệm ở ngoài chú ngồi xin tiền vài đó. Ngon lành gì đâu, mình không muốn nói tên này, nó nghe người ta chửi. Đâu? No rồi. No rồi đó. Ôi trời. Rồi đó, vậy hộp hộp là như cải không hả nào? Phải không? Có thịt hả? Đầy đủ. Rồi, cất hộp này tối ăn. Cảm ơn. Mới đổi chiếc mạt hả nó. Thank you.
để dành đó tối đó bụng ăn ha. Giờ ra kiếm thuốc hút, ăn xong kiếm thuốc hút. Đây nè, đây cho ông gói đi. Đây có mấy gói à, nghe giấu đâu có cho nhiều đâu. Đây bỏ theo có mấy gói, nãy mấy ông nội là hỏi ai cũng đưa hết, mình đâu có, khi cho mấy chú lớn tuổi rồi thôi à. Cảm ơn. Thấy chưa, sướng chưa? Ăn rồi còn có tiền, có thuốc lá rồi. Đủ rồi đó. Mình xách lưng đi ở đây là phiền phà đó. Bữa nào xuống đây cắm trại chung chú nha. Đấy, đợi anh chung ha. Đợi hàng đem tiền xuống, đem cơm xuống. Mình bay ha. Bó tay. Trời, bữa nay này nằm buồn ngủ gặp chiếu manh rõ ràng không? Chứ đâu có ai cho cơm bữa nay. Đây thường thường á, xe có chạy vô đây luôn hả chú? Xe chạy vô đây cho luôn. Chạy vô đây cho luôn, không mà nó đậu ngay chỗ ngoài cột mấy cái cây nè. Rồi nó kéo vô. Nó kéo vô. Kéo vô rồi cho. Thứ bảy nó kéo vô. Thứ bảy nó mới cho một lần. Mà tuần này đâu có thứ bảy đâu cho đâu. Rồi vậy là coi như mấy ông trong suối bữa nay có lộc ăn. Mình cho ngoài thư viện không hết trơn mà cái phần này là mình để ở nhà. Ai về là về còn mới có cho ông ăn. Rồi. Giờ mấy giờ được? Thì giờ xong rồi về, phát xong rồi về còn đi qua bên kia cho mấy anh kia nữa. Chừa để dành lại cho mấy anh mấy chú người Việt lớn tuổi á. Nhà làm bao tiếng không? Trời ơi, có khi mười mấy tiếng. Giống giờ hôm qua con nấu cơm nha. Tụi con phải đi chợ repair cho nửa ngày, cho tới 9 giờ tối mới về. Xong rồi hả, về sáng nay 9 giờ sáng con nấu tới 2 giờ mới đem ra đó phát được. Tại nấu là mình nấu nhiều mà. Đúng rồi. Yeah. Nấu mấy nồi luôn, nấu mấy cái nồi luôn. Mấy cái nồi cơm bự luôn, mấy dồn ra một cái thùng nước đá mình để giữ ấm. Yeah. Ủa nhà 9 giờ rồi hả? Ồ đâu có dở hả? Ủa thằng Chính nó ra ngoài nó ở hả? Không biết. Hình như nó dọn ra đây không biết. Nó ra ngoài ở hả? Nó ở ngoài mà, nó đâu ở trong này. Thì giờ nhà này đóng cửa rồi, nó không ở. Nó đóng cửa đi rồi chắc. Đóng cửa bỏ đi rồi. Nó ở ngoài á. Có camera đâu còn đây kìa. Có camera. Đó. Bó tay lợi má gỡ mấy chỗ người ta ngoài á, vậy đem vô để vậy á. 24 tiếng luôn á. Nè chạy xe vô phát cơm nè cả nhà. Thường thường ở đây là thứ bảy đó, các hội từ thiện người ta chạy xe vô đây luôn á. Hằng thường thấy người ta chạy vô, có khi người ta phát sữa nè, mễ rồi đó, có khi để trong bọc sữa hộp rồi đủ thứ, có giấy rồi luôn, giấy vệ sinh này kia nọ, một bọc vậy nè. Cái nó kêu sùm cái thảy xuống, thảy xuống ai chạy ra lấy vậy đó. Hồi trước đó, thật ra đó nha, ở thành phố cái cửa đằng cái chỗ đầu đường hamburger nãy đã khóa cửa sắt rồi, nó không cho vô, không cho xe vô nữa. Cái xong á, một cái hội đoàn ở của thành phố San Jose, người ta mới lên kiến nghị, người ta nói là người ta đi phát đồ ăn cho homeless, cái là của thành phố nha, một cái hội gì đó, thì lên bắt buộc nó phải mở cái cửa cổng nó cho xe vô đó, chứ nó khóa cổng hồi nãy chỗ mình đi á, là nó làm cổng rào nó khóa lại hết, nó không cho xe vô. Thì người ta nói là người ta phải đi phát đồ ăn cho homeless thì bắt buộc nó phải mở cổng rào đó. Chứ nó phá khóa lại hồi cái mùa trước mùa lạnh á. Ừ. Nên nhiều hội đoàn chạy xe vô cho ăn lắm. Mà thường thường giờ ở đây nó cho có ngày thứ bảy à, lúc trước nó cho nhiều. Cho nên mấy ổng đói rồi thấy không? Cái này không biết ai nấu gì á. Cái này của ai nấu vậy? Không phải của chú hả? Nè, có nước có đồ đây nè. Gì nước không tên, nước chai còn y nguyên nè chú ơi. Lấy để dành luôn. Ông để dành trong liều không? Để dục trời, nước chưa khui. Nhiều khi cần một hớp nước không có ông nội ơi. Thiệt chứ bộ. Cho nhiều quá rồi nó dục. Thấy chưa? Coi nè. Nè, thấy không? Hàng nói nè, nói cái sách mắt cái trứng, hàng mới nói là người ta vô bọc đủ thứ người ta cho đó. Đây, nói cái sách mắt cái trứng mọi người, kem đánh răng, lotion, giống như là mấy cái shampoo. Cái shampoo luôn, chai lăn nách luôn, bằng chải đánh răng luôn. Tại sao có chai lăn nách thì không lấy cho nó thơm? Trời ơi, không có hôi nách đâu kìa. Thằng Thiện nó điệu lắm. Nhưng thôi lượm này cho thằng Thiện, Thiện nó điệu lắm, nó lăn nách kìa, nó sức lượm lắm hết á. Nè giờ dục lâm nè anh Hùng, lấy bỏ anh xe đi, mình đi qua suối kia mình cho thằng Thiện. Có lăn nắp, có kem đánh răng, có shampoo đó.
đó thấy không, giục lum nè, nó lấy ở đâu xài, nó cần ăn thôi, cần tiền thôi. Nói đúng chú, ổng gật đầu, cần mà có cái gì ăn liền á, với tiền thôi chứ nó đâu có gội đầu hay là sức kem gì đâu mà người ta chu đáo lắm. Cái này Mỹ nha, không phải Việt Nam cho mấy này, Việt Nam cho ăn thôi, con này Mỹ đó, Mỹ cho vậy đó cả nhà. Ờ, Mỹ với Mễ là cho vậy đó. Yeah, nó không có cho cơm giống mình đâu. Yeah, cho nên mấy ông chú này, mấy người Việt mình thèm cơm Việt Nam chết dịch luôn là vậy đó. Nghe cơm hằng là cỡ nào cũng chờ để ăn. Nè, sữa nữa nè chú ơi, lấy sữa không? Sữa nè. Ôi là trời, thấy không, cái dục nè, thấy không, ta cho làm gì nè. Mà ở đây nó không có cần ăn uống mấy cái này. Thôi mình lượm mình qua suối kia mình cho đi để dục uống. Ha. Trời ơi, cái này nutrient luôn á, nutrient á. Nutrition á. Trời ơi, coi nè, đó. Suối bên kia ít ai cho lắm. Tại suối bên kia biết làm sao không? Suối bên kia ít homeless, bên kia đói nhiều. Nè, đem bỏ xe, hồi qua bển cho suối bển. Nó dục vậy đó, lượm mà dục. Dục tướng tung luôn. Ở đây là của ai? Ai ở đây chú? Không có ai ở đây hả? Ờ, đó, mã lượm dục vậy đó. Thôi vậy lấy bỏ anh xe, mình đi qua bên kia, mình cho mấy người bên kia đó bỏ uổng. Bên kia thì đói, bên đây thì dư. Đúng rồi. Yeah. Ok, con đi á. Ok, bye. Cảm ơn con hả? Bye bye. Thank you. À hả, bye. Giờ đi phát tiếp. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ đi qua bên xuống bên kia phát. Đồ người ta cho, mà mấy người này dục mình lượm lại qua bên kia mình cho. Bên kia đâu được cho mấy vậy đâu, bên kia nó ít lắm. Mà suối bên đây á, tại xe chạy vô dễ á, còn suối bên kia á, xe nó đâu có chưa tới chỗ được. Thằng ra suối bên kia đói hơn suối ở đây nhiều. Ủa, kẹo đi với Nguyên hả? Trời ơi, cho kẹo cứ chùi ống hoài, cái khùng á kẹo ơi. Nó có đâu, nó kẹo ơi, kẹo chùi ống hoài, cái kẹo khùng chết á. Nó nói đâu có đâu, nó dạ dễ thương không? Kẹo đừng chơi nhiều, ở đây chơi hoài nhiều quá mình khùng á kẹo. Chơi ít ít thôi, giảm đi ha. Ừ, đó dạ thấy thương không? Thôi chị Hằng đi nha. À hả? Ờ, rảnh thì xuống chơi, ăn cơm đi nha. Ừ. Nó cứ chùi ống hoài, thằng nói thôi đừng có hút nhiều quá khùng chết á, nó dạ. Nó ít thôi, nhiều quá khùng chết á, dạ. Nó chùi ống sáng bông. Ừ, thằng nói đừng có chùi hoài kẹo ơi. Nó ít thôi kẹo, nhiều quá chết rồi kẹo ơi. Dạ. Thiệt, tội. Hay, dạ, thôi giờ đi tiếp. Còn mười mấy hộp nữa lận. 15 hộp nữa đó. Cái bịch trà nãy đâu thùng? Trà bỏ vô cái gì cho ông Tấn. Nè, cái này cải không xào nè, cho ông Tấn. Ông Tấn không ăn cải không. Lấy bịch đó thảy vô đó cho ông Tấn. Tại ra cái mấy cà gót rồi đó ông Tấn. Bịch trà đi. Rồi giống này hai cái đùi chị kìa. Bụi không? Giờ đi phát cho ăn cơm chiều ha. Bữa nào đem xe này xuống cho anh Tấn mình gắn cái máy vô. Chạy kéo. Này đi xe sai thấy không? Trời nắng mà còn đi bộ kiểu này nữa, rồi sao mập? Đó, Út phải cần đi bộ không? Đúng rồi, Út phải đi bộ. Út phải cần đi bộ á. Mập quá hả?
nó đi nó gớt cho sức khỏe, gớt cho tim nó em. Tinh thần mình nó thoải mái, nó tốt cho tim nữa nha. Hút thuốc đi, để cho tốt cho phổi. Hút thuốc hay chết ông Hùng hút thuốc thì tốt cho phổi lắm. Anh Hùng kêu em hút thuốc đi để tốt cho phổi. Kêu ổng hút đi, kêu ổng hút đi, ổng cũng mau tốt cho phổi lắm. Đó là phổi nha. Anh Tấn ơi, anh Tấn không mở cửa lều kêu ổng làm cửa cổng là hoàng. Biết có nhà không hay đi ông mở thuốc dưới hố sâu dưới đó đó, thăm thẳm vậy đó. Dán đanh à, làm cái cổng cổng quá trang. Kìa bia thùng ra đứng thùng bia không ổng lượm ổng lượm đi bán. Nói hằng nè, kêu ổng ra lấy cơm. Ổng làm gì dưới vậy? Đi ra, bữa nay có cơm hằng nấu nè. Bữa nay có cơm nè. Đi ra ăn cơm liền đi. Cơm ngon hết sảy. Cơm chuẩn bị chả hay là cơm chiên không gà? Cơm thịt kho khô tiêu cay ớt ngon lắm, ăn đi. Lấy ăn liền đi. Lấy hộp đi. Cái bọc trà đâu, lấy bọc trà cho ổng đi. Thằng cao ly hôm nay cái này là hâu. Rồi đó cho anh luôn á. Thôi mát à, cơm nó có hàng nấu á. Tự hàng cao ly nấu hoàn toàn á. Đúng rồi, cơm nó có hàng nấu. Lấy nước kìa. Nghe dạo qua dạo ba con gái. Gặp ba con gái thiệt, lấy nước nè. Còn nước mắm á là kho nước mắm ba con cua. Đúng rồi á. Đúng luôn á. Chứ không phải là kho nước mắm rẻ tiền luôn đâu. mực ăn cái kỳ á. Mắm mực rẻ. Mắm ba con cua với cái nước mắm gì á, mắm nhĩ Phú Quốc á. Ăn được. Mắm Phú Quốc với nước mắm ba con cua. Ở đây nó có hai loại đó mắc tiền nhất á. Một chai nó sale rồi cũng 6 đồng một chai. Bữa mua ở cái ly như này nè. Họ bán đồ mắc hơn ở dưới chợ khu Lai nhiều nha. Đúng rồi. Nhiều món bán mắc. Nhiều món bán mắc 2 đồng 3 đồng luôn á. Thấy chợ Đại Thành kìa, nó bán quá trời đồ Việt Nam luôn mà mua 50 đồng được tặng một lon trái giải. Đi mua kiểu khó đi. Ăn thử coi ngon không? Lấy cải xào thêm không? Còn hộp cải xào. Cải xào mà không ăn. Mới ăn đậu á. Vậy hả? Ăn 2 lon đậu đen á. Bỏ muối vô. Để cái lò phổi rồi ăn. Ăn cơm mấy. Hàng nấu thử coi ngon không? Mặn ăn. Hàng kho mặn mặn. Ủa anh chơi mặn hả? Không. Mấy người kia thì khen là ăn mặn. Nhưng mà không được nhiều. Vậy ăn cơm nhiều vô. Không nước nhiều vô. Đủ uống nước nhiều. Có đem chai nước mặn. Hàng kho mặn mặn. Em trứng nhất tôi nói rồi ăn á. Thường thường trứng xài cái hồi xuyên sót với cái nước tương thôi. Ít người sạch lắm. Đây mấy cái đó dễ ăn. Trường mà trường chai nhỏ á. Mua về lần 2 chai. Ăn 3 tuần hết văng hết. Tại đó nhiều khi mình nấu cơm nóng lên gì. Cũng vô ăn khỏi đâu cần không phải thịt cá gì đâu. Ăn với nước tương cũng được. Rồi thứ bảy phát nữa hả? Không. Bữa nào phát, thứ bảy không có phát. Bữa nào nói chung hàng rảnh á, lúc nào nấu lúc đó vậy á. Chứ không có nhất định phải ngày nào, tại mình tự nấu mà. Rảnh lúc nào nấu lúc đó. Vì người ta không mang cái dù cái bàn ghế ra ở dưới suối có nước chảy vịt bơi ngồi ăn tình tứ nấu tình cậy nữa. Đem nấu tại chỗ cho mấy ông tập trung là ăn tại chỗ phải không? Đem đồ ngay nấu nè. Vậy có mình dắt dù lên những tại sao chứ sẽ trễ cho người. Ngồi ăn coi cá bơi, vịt đôi bơi. Đó là cái cầu kìa. Enjoy. Cá dưới chị. Cá dưới. Cái gì chị? Anh chứ không phải chị. Bữa con cá dài nha, ông nhỏ nha. Bữa con cá dài nha. Con cá không biết con cá gì. Mà cái thằng trai mình nói á, là cá cái đứa thả cái ta lại mày. Mày miệng nhát ra là miệng tim á. Cá đâu mày thả gì? Con cá dài.
mà mấy ông kia rồi bắt lên nướng nhậu ăn vô hả, nó hôi cỏ là một, với cá thần thánh với một cái nữa là bà con tứ xứ từ cá Cái Tàu đổ đi đây á, họ cho cá ăn phân không à, ăn giống như ăn nộng luôn á. ăn xong ngày mai nói không ra tiếng luôn á. Tiếng tiền chẳng ra tiếng tiền, tiếng gì chẳng ra tiếng Việt luôn. Rồi ok, hàng đi phát tiếp. Cảm ơn hàng Cali nhiều. Rồi không có gì. Ăn cơm đi. Rồi chừng nào á để đang làm xe cho anh kia. Rồi để hàng coi kia chị Thủy gửi cái gì trong cái list dặn mua cái gì, khi nào hàng đi mua xong rồi hàng đem xuống cho. Trời vài tháng không sao luôn. Cái gì đâu vài tháng. Về mới lấy nước về mới làm gác. Ok. Rồi. Ở dưới này có gì thời gian đi lẹ hơn nói vậy kia đó. Ở dưới đây thời gian nhanh hơn. Ok rồi đi vô chỗ này đi, nhà lầu. Nhà này là nhà lầu có bờ suối, nhà này khu sang trọng. Cơm đi chị Quyền ơi, biết có ai nhà không? Rồi đi xuống cái cầu này chụp hình nè chị Quyền không? Có ai nhà không? Xuống lấy cơm nè. Đi đâu hết rồi vậy trời? Đóng cửa rồi. Hình như không ai nhà hả? Hay là bà ngủ? Chị Quyền ơi! Lộc ơi! Lộc đâu? Em xuống đẹp em. Đi đâu hết trơn trời? Em. Đi. Suối à. Ai đây chân trời. Chị Quyền ơi. Không có hả? Trời ơi. Nhà này được 2 phòng ngủ nha. Ừ. Bên đây phòng nè. Đây phòng cuối phòng 2 phòng ngủ. Dạ. Đây hết rồi. Đây hết rồi, bây giờ đi xuống cái cầu đó quay phim chụp hình cái. Rồi đó, có suối chảy, có cái cầu suối chảy gốc gách. Hằng nói là Hằng định xuống suối cái cầu này Hằng ngồi. Nhưng bữa nay đi phát cơm không có thời gian. Đây là bữa khác, để đây ngồi. Ngồi đóng TikTok. Rồi cái nước chảy kìa. Cái này mà cái điện thoại rớt xuống thì rồi. Coi như là bán cho gì hả bá. Rồi thôi đi ra. Bây giờ đi ra, đi qua bên kia đi. Rồi thôi ra mình bưng nguyên xe thảy vô cốp làm sao luôn. Hỏi cần chất ra rồi đi qua suối bên chỗ chị Thủy phát cho rồi cho hết đi. Đi ra.